Dạ vâng ạ, em luôn xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các thân mến. Trong clip tiếp theo này thì em xin được trân trọng chia sẻ và xin được giới thiệu review cũng như là test chất âm tới tất cả các bác cùng toàn thể quý anh chị em về một bộ combo có tổng trị giá là trên 17 triệu. Và cái clip này cũng là để trả lời những cái comment của các bác đã hỏi em rất rất nhiều, đó là dưới 20 triệu có sắm được bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc có chất âm hay, công suất khỏe và thỉnh thoảng anh em có thể tụ tập giao lưu được không? Thì thưa các thân mến nhá, dưới 20 triệu có sắm được các bạn, mà lại còn sắm được nhiều thiết bị chất lượng và có độ bền rất là cao. Bộ sản phẩm này em xin được giới thiệu lại chỉ có 17 triệu hơn thôi ạ. Em xin được review từng thiết bị các bác nhá. Đầu tiên đó là một chiếc vang số CB D4 hàng bãi, thì giá hiện tại đang là 3 triệu 500 ngàn đồng. Em bao test, bao ship cho các bác của anh em. Một chiếc đẩy BS Audio mã số TD1100, thì giá của chiếc đẩy hiện tại là chưa tới 7 triệu đồng. Một đôi loa B3 Bass 30 hàng mới, hàng chuẩn loại 1 của Chila sản xuất, giá hiện tại đang là 8 triệu 800 ngàn đồng. Và bộ sản phẩm này em cũng xin là giới thiệu luôn, em gửi cho anh trai có địa chỉ tại thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang. Đó. Hôm nay em sẽ gửi cho ba anh trai nhé, ba anh trai ở Bắc Giang cùng một chuyến xe luôn. Tí em sẽ tiếp tục test một bộ nữa. Đấy, ở Cầu Gồ, Bắc Giang. Đấy, 34 triệu anh chuyển hết tiền luôn này. Bộ này của anh là loa P-Way. Đó. Cảm ơn các bác cùng anh em, mọi người rất là quý mến, tin tưởng và chuyển tiền hết đúng không ạ? Thì thưa các thân mến nhé, để em sẽ test âm để các bác của anh em nghe bộ sản phẩm này có tổng trị giá gọi là 17 triệu đi, đúng không ạ? Các bác thêm một chiếc mic có dây hàng xịn của BBS cũng chỉ đến 18 triệu thôi. Còn một chiếc mic xịn của Supu thì giá của nó là 400. Đấy, cũng là trên 17 triệu. Các bác đánh giá chất âm xem nó như thế nào các bác nhé. Xin mời các bác của anh em. Vâng ạ, đó là chất âm của bộ sản phẩm 17 triệu các bác nhá, 17 triệu đồng. Một lần xin được cảm ơn anh trai anh Điệp, đúng không ạ, là chủ nhân của bộ sản phẩm này, thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang. Cảm ơn anh đã quý mến, tin tưởng và ủng hộ những sản phẩm mà cửa hàng chào bán. À, vâng, em xin lỗi anh thẻ các bác ạ, bộ này của anh là 19 triệu 100. Vâng, em nhầm đấy ạ. Đây này, 19 triệu 100, anh ứng 2 triệu, còn 17 triệu 100. Vâng ạ. À, các bác ơi, các anh trai ơi, vợ em là người nghe máy, tư vấn và chốt đơn hàng cho toàn thể các bác. Em là người làm phần kỹ thuật, em là có trách nhiệm là chuyên tìm những sản phẩm hàng đẹp, hàng chuẩn chất lượng để về chào bán cho các bác. Em là người test đồ, test kỹ những sản phẩm trước khi gửi cho toàn thể các bác. Còn là các bác gọi điện thì vợ em sẽ là người nghe máy, tư vấn, chốt đơn hàng và ghi đơn hàng cho toàn thể các bác nhé. Em xin lỗi ạ, bộ sản phẩm này có tổng trị giá 19 triệu 100 ngàn đồng các bác nhé. Và anh trai ứng 2 triệu. Em gửi lên trên Lạng Giang, Bắc Giang cho anh. Video sau em hẹn gặp lại các bác của anh em với một clip em test bộ sản phẩm 34 triệu cho anh Hoàng Trấn nhá. Vâng. Ở Cầu Gồ, Bắc Giang. Ok. Cảm ơn các bác của anh em. Xin các bác những lượt like, chia sẻ và các bác chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký để ủng hộ kênh của em luôn các bác nhá.
Cảm ơn các bác và mọi người rất rất nhiều ạ.